Thánh Matthew, Tông đồ Thánh sử. Ít có ai chuộng người thu thuế. Vào thế kỷ thứ nhất tại Palestine, điều này còn rõ hơn nữa khi mà họ thủ lệ được nhờ dọ dẫm và gian dối. Nhưng dù có lương thiện đi nữa, nhân viên thu thuế cũng không được các lãnh đạo Do Thái chấp nhận, vì họ làm việc cho lương dân. Họ là người nhơ uế theo pháp luật và bị loại khỏi xã hội. Khi nhận một người thu thuế vào môn đồ của người, Chúa Giêsu quả đã khinh thường tiên kiến của dân chúng. Điều cần ghi nhận là Matthew không phải đi từ cửa nhà này tới cửa nhà khác để thu thuế. Ông có một văn phòng tại Capernaum, thành phố quê hương của Phêrô và đại bản doanh của Chúa Giêsu khi thi hành sứ vụ tại Galilee. Đi ngang qua, Ngài thấy Lê-vi con của Alphê ngồi nơi sở thu thuế và Ngài nói: "Hãy theo ta." Và ông đứng dậy đi theo Ngài. Đó là lời mời gọi làm tông đồ rất giống lời mời gọi dành cho Simon và Andrê. Dầu vậy, Lê-vi không có tên trong danh sách 12. Ơn gọi người thu thuế được ghi lại trong Tin Mừng thứ nhất. Trong đó, ông được gọi là Matthew. Như vậy, tông đồ đồng hóa mình với Matthew có trong danh sách các tông đồ. Lời giải thích tự nhiên được tiếp nhận rộng rãi là Matthew với Lê-vi chỉ là một người với hai tên gọi khác nhau. Chẳng hạn, anh em Maccabe. Cũng có thể chính Chúa Giêsu đã đặt tên cho Matthew như đã đặt tên Phêrô cho Simon. Matthai, theo tiếng Aram, có nghĩa là ấn bản của Thiên Chúa. Từ đó Matthew bỏ sổ sách và học theo hoa đồng và chim trời, những thứ không thể tính toán cho đời sống mình. Chủ nhân của ông không còn là Antipas, con cáo gian xảo, mà là một đấng khác hẳn loài cáo, lại chẳng có lấy một căn nhà. Sự thay đổi đã hủy diệt trọn tương lai trần gian của Matthew. Simon và Andre còn có thể trở lại với nghề trài lưới, còn Matthew bị tống khứ khỏi nghề cũ và không thể trở lại được nữa. Trong cộng đoàn tông đồ, không phải ông mà là Judas giữ quỹ của nhóm. Sau khi được gọi, Matthew biến dạng khỏi tân ước và chỉ còn để lại tên trong danh sách các vị tông đồ. Ngài đã ra thế nào? Chúng ta có được một câu văn của giám mục Papias trong cuốn giải thích lời Chúa khoảng năm 125. Matthew viết một tường thuật có thứ tự về lời Chúa theo năng khiếu của Ngài. Cuốn Tin Mừng Matthew viết bằng tiếng Aram cho người Do Thái trở lại. Khi thầy thế đòi hỏi, con người Matthew bị xã hội loại bỏ ấy đã cầm lấy viết trước tác cuốn Tin Mừng theo Thánh Matthew. Theo bản văn tiếng Hy Lạp còn lại, chúng ta thấy tính khí theo toán học với những con số rõ rệt. 7 dụ ngôn về nước trời, 7 lời nguyền rủa bọn biệt phái, 7 lời cầu trong kinh lạy cha và có lẽ 7 mối phúc thật. Cả con số 5 nữa, 5 cuộc tranh luận với biệt phái, 5 chiếc bánh, 5 lượng vàng, nhất là 5 phần của cuốn sách. Sau cùng chúng ta mong đợi có dấu chỉ về sự hiểu biết tinh tường, về phương diện tài chánh như đồng bạc nộp thuế thay vì đồng denarius trong Marco và Luca, hay như thuế đền thờ với những loại thuế gián thu, thuế phân. Như vậy, Matthew đã chuyển nghề nghiệp cũ vào một việc phụng sự mới, từ người kế toán thành người viết tin mừng. Thật không ngạc nhiên gì khi một mình Ngài ghi lại lời này của Chúa: phàm ký lục nào đã được thụ giáo về nước trời thì cũng giống như gia chủ biết rút từ trong kho của ông ra điều mới và điều cũ,
Không có khí cụ hèn hạ nào của chúng ta mà lại không được dùng một cách hoàn hảo và xứng đáng vào việc phụng sự Chúa. Cuốn Tin Mừng thứ nhất là một kỷ vật của Thánh Matthew được giáo hội ưa chuộng. Nhưng công cuộc tông đồ sau này của Ngài lại bị mai một. Ngài đã rao giảng Tin Mừng cho người Do Thái tại Palestine có lẽ trong 15 năm. Nhưng sự lầm lẫn giữa tên Ngài với Thánh Matthew làm chúng ta lưỡng lự giữa những truyền thống khác nhau. Ethiopia, Parthia, Macedonia và cả những xứ của những kẻ ăn thịt người đều được ghi nhận là nơi thánh nhân đã làm việc tông đồ. Thường người ta cho rằng Ngài chịu tử đạo, nhưng ý kiến cũng không được đồng nhất. Điều chắc chắn là Ngài đã sống đời của một vị tử đạo, và thế là đủ. Đối với chúng ta, Ngài luôn luôn là một người đã biết được tiền của là gì, lẫn việc không có tiền của là gì. Trích Theo Vết Chân Người của Linh Mục Phaolô Phạm Quốc Tuyến. Thank you.